Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tới chợ Walmart nha. Bán bánh mùa đông nè, bánh cây thông. Nhìn ngon ha. Ha, đây này nữa nè. Một hộp này nhiêu tiền ha? Một hộp này 6 đô la thôi các bạn. Khoảng hơn 100 ngàn tiền Việt Nam ha. Để tới mấy đứa nhỏ đi lựa đồ chơi nè các bạn. Mua hai ổ bánh mì xếp quay nè các bạn. Đó, đứa con gái mình. Bánh mì gì đây? Bánh mì chân, để vậy nè. Đó, ngon chưa các bạn ơi? Mở mở ra mẹ coi, cái gì đâu. Mở. Đó, ngon. Ngon vậy? Ngon. Ổ bánh mì này của mình mua nè các bạn. Ngon chưa? Ha. Bỏ đủ loại rau quả hết trơn. Rồi hen hấp dẫn cho các bạn. Thịt này, thịt hen này. Bỏ có một lớp thịt này thôi, còn lại là rau quả thôi. Mấy đứa nhỏ nhà mình ăn này. Cái bình ăn bánh cookie nè. Mời các bạn cùng ăn bánh mì với mình nha. Đó, rất là ngon nè. Mình nữa, ông xã nữa, hai người ăn mới hết một ổ nè các bạn. Rất là bự ha. Nãy mình quay cho các bạn xem rồi đó. Đây là tiệm bán bánh mì của người Mỹ mà mình đang mua ăn đó các bạn. Thì người ta bán một ổ như thế này là 8 đô la nha các bạn. Thì đổi ra tiền Việt Nam khoảng 186.000 đồng tiền Việt Nam thôi. Đây, nè, ông xã nữa nè. Có giấy kẹp ha, không cho giấy. Mình thích ăn rau quả nhiều. Một lớp thịt thôi. Nhiều rau quả ngon. Có rau gì ha, rau bó xôi, ở Việt Nam gọi là rau bó xôi mini, rồi trái ô liu này, đó, hành tím này, ớt muối chua nè, cà chua nữa nè. Như lem muối nữa nè các bạn. Wow. Hả? Phải kẹp thịt phải có gì nữa. Có nè, ớt chua nè. Cái nào cũng ngon hết. Cái ô liu, người ta muối chua nó chua chua bé bé. Phải kẹp ăn ha. Ngon quá chừng. Một ổ rất là dài. Mình xả mình. Đó. Em đâu quay mặt em đâu. Quay miệng thôi. Mình với ông xã chia nhau ăn nè. Thấy không? Mình sẽ ăn miệng ngon không? Đó. Quay nè, ăn. Ông xã không chịu quay các bạn ơi. Mình tiếp tục ăn. Lâu lắm rồi mới ăn lại ở bên này sốt quay rồi. Cái này là gì, ăn sốt quay hả? Hay là sốt quay? Sốt quay. Hả? Sốt quay. Sốt quay. Thịt em nè các bạn. Mình thích nhất là cái hành tây tím nè. Yeah.
Thì ăn đi. Tay nó chậm nhỉ. Mình có lót cái tấm giấy ở dưới. Ăn những cái rau quả này nó rớt ra cái mình lượm lên. Ngon quá. Mê cái hành tây này. Dưa leo muối chua nè. Pickle. Ớt muối chua nè các bạn. Ăn rất là ngon. Rồi. Giòn giòn luôn. Hôm nay là ngày mai là lễ rồi các bạn. Thanksgiving. Ngày mai sau ngày mai á, ngày thứ sáu là người ta bán đồ ăn treo á. Đắp về đây. Việt Nam không? Rồi nó bỏ bỏ cái gì đó, mayonnaise, cái bé béo vô nè. Rồi trái ô liu rất là nhiều. Trái ô liu thật béo rồi. Bỏ ớt thiệt cay. Ngon quá các bạn. Cái bình giỏi quá. Cái bình của mẹ biết ăn giỏi quá. Cái bình hơn văn rồi đó. Cái bình biết ăn. Ăn chập sạch rau hết trơn rồi các bạn. Rồi. Cái hem. Hem này ngon. Hem này thịt của con heo. Thank you.
các bạn. Hành tây tím ăn rất là giòn. Xong rồi các bạn, thành công nữa ổ rồi mà no. Người Mỹ người ta ăn nguyên một ổ dài lắm, cho nên người ta mới bự con, còn mình nhỏ con mình ăn ít. Tiền mẹ cha bà mới ăn ổ bự vậy, bạn mới ăn hết ổ bự hả? Sao nó ăn hám cái giống như cái bàn này á. Nhau ăn hết cả cái nhầm bàn này ngon quá các bạn. Dẫn các bạn vẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.